Cách sử dụng cái tủ sấy quần áo, củ máy của tủ sấy quần áo Panasonic mọi người nhé. Rất là nhiều người thắc mắc ở bên em là cách sử dụng cái tủ sấy này. Thì về cách lắp đặt thì nó đã có, hẳn mình đã có một cái video riêng. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bác đây là sử dụng cái củ máy nhé. Củ máy này là cái đây là cái quan trọng nhất trong cái máy sấy của trong tủ sấy quần áo mọi người này. Thì về cấu tạo về bên ngoài nhé mọi người nhé. Đơn giản là đây là cái chỗ này là sẽ chỗ thổi nóng lên này. Và cái phần bên này sẽ là cái toàn bộ này sẽ ghép vào trong cái có một cái lỗ của tủ sấy đấy, tủ vải đấy, chúng mình ghép và thổi cho nóng vào đây. Ở dưới này nó có sẽ hệ thống quạt mọi người này. Hệ thống quạt mọi người nhé. Đây là hệ thống hút gió vào đây và quạt thổi hơi nóng cùng máy soi lên. Đấy, cơ bản thì đây, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái tủ sấy này nhé mọi người nhé. Đầu tiên đây nút tắt bật này mọi người này. Khi bật lên ấy, thì mặc định con này nó sẽ có đây cái số 90 là 90 phút mọi người nhé. Thời gian 90 phút. Và chúng ta có thể tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm thời gian được. Đấy, đây. Nhỏ nhất là 15 phút mọi người nhé, tăng giảm 15 phút một này và cao nhất là 240 phút này. Đấy. Đấy. Nếu mà quá thì nó hiện 3 con 9 đấy mọi người. Đấy, tăng giảm này. Đấy. Thì đây là nút tăng thời gian này và cái này là tăng giảm thời gian này mọi người này. Ở đây nó sẽ có một cái nút này gọi là gear này. Thì cái này nó sẽ có 3 cái chế độ sấy mọi người nhé. Đầu tiên sẽ là sấy nóng nhanh này, high speed này. Đúng không ạ? Nóng chậm là low speed này. Và cool wind thì cái này là sấy nguyên gió mọi người nhé, chỉ có gió lạnh thôi. Là khi chúng ta một quần áo khô rồi muốn mặc luôn ấy, thì chúng ta bật cái chế độ này. Đấy, cơ bản như vậy nhé mọi người nhé. Đấy. Nóng nhanh này, nóng chậm này và nguyên gió. Đúng không ạ? Đây là hẹn giờ để tăng giảm thời gian, tăng thời gian để tắt bật thế thôi. Đơn giản vậy thôi mọi người nhé. Đấy, thì giải đáp cho mọi người qua qua về cách sử dụng cái củ sấy này. Rất là nhiều người thắc mắc.